Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thấy đây là điện thoại Asus Zenfone 3 Max có tên mã là X00DD, đeo mặt tại di động có cấp Japan. Và đây là phần mặt sau bảng main của Asus Zenfone 3 Max. Đây là phần chân sạc của Asus Zenfone 3 Max. Nó giống như tất cả các mẫu điện thoại Asus Zenfone được thiết kế tách rời khỏi bảng main. Đó. Rất là dễ cho quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Đây là phần chân sạc của Asus Zenfone 3 Max. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Asus Zenfone 3 Max, lỗi hỏng, không sạc được pin, sạc chập chờn được lúc không, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn về chân sạc của Asus Zenfone 3 Max, về dịch vụ sửa chữa thay mới linh phụ kiện của Asus Zenfone 3 Max nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đây là phần chân sạc của Asus Zenfone 3 Max, rất là đơn giản này thôi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.